Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải nha mọi người. Và ngày hôm nay Khải sẽ tiếp tục soi cao thủ Cảm Tử Quân, cũng nằm trong ban của Khải luôn. Hiện tại hôm nay đang được đánh với mình top 5 tổng kim 179 mạng và giết 8 nội sơ và tử vong 24 lần và 31 liên chạm, cũng khá là ok anh em. Tầm này thì như vậy là ok rồi. Anh em cùng xem xét đồ thử nha anh em ơi. Tầm này thì anh em cùng nhìn vào thì chắc anh này là chắc một cái bang rồi anh em ơi. Đúng rồi. Một loạt cái bang sở hữu cho mình sát thương 43 điểm dòng 2 khá đẹp và sát thương 10%, sát thương khá là thấp thôi. Tầm này 10% này quá thấp anh em, quá uống. Cái này mà lên 80 90 là đẹp này. Một gia truyền kháng banh 19 và sinh lực 140. Một áo 40, 13 20, áo thổ và gia truyền thổ này là cấp vũ khí dòng 2. Và một cái nón kim mà sinh lực cao, nội lực cao. Một bộ tay kháng lôi 14, sinh lực 120. Một ngọc bội kháng lôi 11, sinh lực 100 và nội lực 63. Chung là cũng tầm trung. Nhẫn 530 dòng 1. Đai lưng 530, tính rạc này được 60 làm chậm rồi, 60 làm chậm. Nhẫn chóng 30, sinh lực cao, nội lực cao, nội lực, sinh lực, lực được chóng 30. Đôi giày 11, 40 chóng, tóc 15. Đôi giày với cái nhẫn này được 70 chóng nè, 70 chóng nè. Nếu mà ở server này thì kéo xe thì 70 chóng kèm với ngang mi thì vẫn đạt móc 80 nè, vẫn đạt móc 80 bình thường vậy nè. Được rồi, coi cái bóng này khoảng tầm 4 kim, 3 kim, 4 kim. Giá chiền này vào dâm su, cho 200 xu đi, 4 kim rưỡi, 4 kim rưỡi đi. Nón này 200 xu, 4 kim 7. Áo này khoảng kim rưỡi, 6 kim. Bộ tay này khoảng 500 xu. Ngọc bòi này khoảng 500 xu, 1 kim là 8 kim. Chung là sản xuất đồ này khoảng tầm 10 kim ngay đầu nè. Sản xuất đồ này khoảng tầm theo khả thái thì ở server tầm so với hiện tại thì khoảng tầm 10 kim ngay đầu thì nó khoảng tầm 700k đến 800k nè mày. Đó. Chưa tính ngựa biết bệnh viện hay không, nếu bệnh viện thì cũng ngựa thêm 5 6 kim nữa thì tổng sản xuất đồ cũng dao động khoảng 1 triệu Việt đồng nè. Nếu một người bệnh viện này thì dao động sẽ đô này khoảng 1 triệu Việt đồng. Rồi, anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho Cảm Tử Quân cũng như là video Dư Khải Gaming một like chia sẻ cho anh em ơi.